chào tất cả các bác. Em tiếp tục lên sóng con máy lọc không khí Panasonic FVX65. Con này em để mã số 3 trong cái lô hàng em vừa về nha. Máy cũng rất là đẹp, trắng trẻo, vỏ mặt trước mặt nhũ. Phần thân là phần nhựa trắng. Hình thức thì vẫn còn rất là ok, đẹp, trắng. Vỏ trắng đẹp quá nha. Vỏ này của nó là nguyên bản đấy ạ, chứ không có phải sơn gì đâu các nhá. Vỏ trắng nguyên bản đấy, rất là trắng đẹp luôn. Con này đây, 59W, dùng cho phòng khoảng 40m trở lại. 59W các bác nhá, dùng cho phòng khoảng 40m trở lại. Máy thì đã được vệ sinh, test kỹ càng, ok, ngon lành rồi. Con phân khúc FVX65 này thì nó chỉ dưới con VX70 thôi, đầy đủ tất cả tính năng công nghệ Eco Navi. Khóa trẻ em này, con này có cả cảm biến ánh sáng đấy các bác. Đây này. Đấy, tối là nó tự động tắt hết đèn, cảm biến độ ẩm, báo đèn độ ẩm này. Đấy. Rìa này có hai mắt cảm biến bụi, cảm biến mùi và cảm biến ẩm các bác nhá. Đấy, cảm biến bụi thì nó nằm ở đây này. Đấy, cảm biến bụi nằm ở đây, cảm biến bụi nằm ở đây. Đây các bác nhá. Dùng một thời gian các bác bỏ ra, các bác vệ sinh, lấy máy xịt hơi xịt vào đây. Sạch cái bụi đi, cái cảm biến này thì không bảo hỏng nhá. Đấy, dùng yên tâm ạ. Màng lọc hết ba con này thì em thay mới. Màng than hoạt tính thì to đùng luôn, khử khuẩn rất tốt. Đấy. Các bạn nào đang có ý định mua máy lọc không khí bù ẩm cho gia đình thì các bác cân nhắc những cái dòng này, giá cả rất là phù hợp. Riêng máy Nhật nội địa này thì nó có thêm tính năng bù ẩm mà các cái máy bãi, các cái máy mới nó không có đâu ạ. Máy mới rất ít máy có. Cái tầm máy mà 5-6 triệu ở Việt Nam mình thì không có bù ẩm đâu. Phải hàng chục triệu thì mới có tính năng bù ẩm. Đây mình nước rất là to ạ. Chung là cái lô này em nhập về toàn máy to đẹp. Quả này chắc nước đấy. Đây, màng tạo ẩm trắng tinh các bạn nhé. Chờ, hay nước đẹp, long lanh, tha hồ các bác chọn. Mặc dù hàng đang khan hiếm đấy, nhưng mà em chấp nhận là nhập giá cao để có hàng bán cho các bác nhé. Trong này là có cái máy phát ion này, có cái lỗ đây này. Hàng đang rất khan hiếm nhưng em chấp nhận nhập giá cao về và bán cho các bác vẫn giá như cũ, lợi nhuận ít đi mà mình có hàng để bán. Giá 3 triệu các bác nhé. Đã đấu đổi điện 220V rồi. Các bác cắm thẳng điện trực tiếp Việt Nam, điện Việt Nam luôn. Đấy, tất cả chi tiết máy như trong clip như thế nào thì các bác mua sẽ được bàn giao đúng máy như vậy ạ. Giá 3 triệu chưa phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc, không bao ship. Các bác xa mua đặt cọc trước 500 nhận hàng thanh toán nốt nhé. Chào các bác.